Mình chào cả nhà đã quay trở lại với kênh đầu tư cùng Finexi và chúng ta đang ở chuyên mục Finexi Review hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2021. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thêm về một cái kênh chia sẻ về kiến thức cũng như là phân tích nhận định thị trường hàng ngày, đó là cái kênh Finexi Blog ở bên mình. Thì mọi người thấy truy cập thông qua link là finexi.vn/blog. Thì tại kênh trên đây, ngoài những cái bài chia sẻ về kiến thức đầu tư, bên mình có rất nhiều những cái chuyên mục, từ nhập môn chứng khoán cho đến chuyên mục về chuyên sâu phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cũng như những câu chuyện thị trường, và kèm theo cái series về nhận định thị trường hàng ngày thì chúng tôi cũng có update ở trên đây, để mọi người tiện theo dõi cũng như là xem lại về cái diễn biến của thị trường trong cái khoảng thời gian qua cũng như là dự đoán cho cái những cái phiên sắp tới nó như thế nào, để từ đó mọi người có được một cái kế hoạch đầu tư hiệu quả nhất ha. Rồi thì mọi người cũng nhớ đừng quên cái link truy cập ha, đó là finexi.vn/blog. Rồi còn nếu mà các anh chị nào mà chúng ta không nhớ cái đường link thì chúng ta phải vào trang chủ finexi.vn ha, và chúng ta truy cập trực tiếp, chúng ta vào cái phần ở dưới đây, phần về thư viện ha, thư viện chia sẻ kiến thức, về mọi người bấm vào link hoặc là bấm vào các bài viết trong đây thì nó cũng sẽ chạy ra cái trang Finexi Blog này ha, nó cũng dẫn đến trang Finexi Blog ha. Rồi rồi và cái chuyên mục ấn phẩm đầu tư chúng tôi cũng đã đưa lên trang chủ để cho các anh chị tiện tìm kiếm cũng như là click vào ha, tìm để cập nhật cái tình hình thị trường ha. Rồi ok thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích lại cái thị trường ngày hôm nay nào ha. Thì phiên hôm nay thì thị trường chủ yếu dao động gần mốc tham chiếu trong suốt phiên sáng, nhưng cái áp lực bán đã tăng lên rất là mạnh vào cái phiên chiều, và hiện tại là khi đóng phiên thì đã là nằm dưới cái mốc 1.320 luôn đó, ghi nhận cái mức giảm lên đến gần 39 điểm. Thì trong cái phiên hôm nay thật ra có lẽ cái điều khiến nhà đầu tư bức xúc nhất trong cái phiên nó không phải là cái việc là thị trường chỉnh, mà đó là cái việc mà là hồ xe nó ngã mạnh nghiêm trọng trong cái phiên hôm nay. Một số công ty chứng khoán bị kẹt lệnh ngay từ trong cái phiên sáng luôn kìa, và cái điều này đã khiến rất nhiều nhà đầu tư rơi vào cái trạng thái là đánh chứng mù, và kèm theo cái việc là không hủy được cũng không sửa được lệnh nữa, nên là hầu hết cái nhà đầu tư ngày hôm nay đa phần là mọi người chọn cái giải pháp đó chính là đi lệnh MB. Thì cái việc mà đi lệnh MB á, có thể là giúp nhà đầu tư đảm bảo cái việc là sẽ khớp lệnh ha, khớp lệnh, chứ còn khi mà họ kê lệnh lỗ á, thì đẩy một cái mức giá ra thì cái xác suất thì cái việc mà do cái giá nó hiện trên bảng điện nó hiện sai, nó hiện không đúng, nó bị delay, cho nên khi chúng ta kê cái giá mà theo như trên bảng điện thì hầu như là bị lệnh đưa vào trạng thái chờ. Và không có đúng cái mức giá khớp và không khớp được, và kèm theo đó là cái việc chúng ta không thể hủy lệnh được, và nếu giá cổ phiếu nó cứ rơi nó giảm và không đúng được cái giá của chúng ta thì hầu như là trong phiên đó chúng ta cũng không khác gì cái việc là bị ngãn lệnh ha, bị kẹt lệnh luôn. Rồi thì chính cái điều việc này nè, nó cứ người bán thì em bê xuống, người mua thì em bê lên, em bê lên, mà ngày hôm nay thì hầu hết là nhà đầu tư là bán xuống, cho nên là nó làm cái thị trường bị mất cân đối nghiêm trọng ha. Rồi ngay cả cái nhóm gọi là market maker họ cũng không thể kê, họ cũng là không không biết là nhà đầu tư họ kê, họ đẩy xuống đạp xuống cái vùng giá như thế nào để mà họ kê lệnh lên trước để mà họ đỡ nữa đó, ai cũng kê MB hết, thì khi mà trống lệnh đỡ ở dưới một phát là cổ phiếu nó sẽ rất là dễ xuất hiện những cái giá sàn ha. Thì đây là những cái mức giá gọi là không phải là những cái giá thật ha, không phải là những cái giá chính xác thật sự của cái con cổ phiếu ha, cho nên là phiên hôm nay ha, khả năng là nó cũng cái tín hiệu nó cũng cái kết quả của nó cũng bị nhiễu khá là nhiều ha, từ cái việc này ha. Rồi thì tiếp tục về phần thống kê thì về dòng tiền thì ngày hôm nay dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục suy giảm, thì ngày hôm nay thống kê thì chỉ có 4 trên 19 nhóm ngành tăng điểm mà thôi ha. Và khối ngoại ngày hôm nay thì họ
và vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì khối lượng bán ròng nó chỉ đạt vào là 362 tỷ đồng mà thôi. Nó khối lượng bán ròng nó giảm so với cái phiên rồi. Và ở trên sàn Hồ Chí Minh, ở trên sàn Hà Nội thì họ lại mua ròng gần 4 tỷ ha. Và đầu ròng thị trường ngày hôm nay thì cũng duy trì cái trạng thái tiêu cực, tiếp tục cái chuỗi của các phiên trước đó, và thanh khoản cũng không có cái chênh lệch nhiều so với những cái phiên trước. Và tuy nhiên thì đầu ròng ngày hôm nay thì chắc hẳn là thiên về hẳn về cái bên phe bán rồi, với cái tỷ lệ tăng cổ phiếu tăng trên cổ phiếu giảm điểm mà chúng tôi thống kê được chỉ có 20 trên 70% thôi. Rồi về tất cái cổ phiếu ngày hôm nay kéo chỉ số tăng, thì chúng ta lại thấy sự xuất hiện của Vietjet, Sebeco, Vietnam Airlines. Thì có thể là thật ra đây là cái nhóm cổ phiếu nó giảm ít hơn những cái cổ phiếu khác thôi, hay gọi là nó tăng nhẹ thôi. Thì mọi người cũng thấy cái mức đóng góp của nó vào khoảng cao nhất là VJC, nó vào khoảng là 0.84 điểm thôi. Và phải nói là ngày hôm nay thì cổ phiếu Vinhome cũng đã là buổi sáng ha, thì những tưởng cũng là một trong những cổ phiếu kéo thị trường, nhưng là đến đến phiên chiều thì cổ phiếu không, với cái áp lực mà đạt quá mạnh, cũng như là cái việc mất cân đối trong việc cân lệnh của thị trường thì đã khiến thị trường cái tâm lý lên cái nhóm nhà đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường ngày hôm nay là đều là tâm lý hoảng loạn, cho nên là mọi người thì những cái cổ phiếu như có cái vơm đẹp như là Vinhome thì ngày hôm nay cũng bị xả vào cái cuối phiên ha, và tạo một cái thế nến, và là một cái thế nến rút bóng xuống khá là xấu ha. Rồi thì còn ở cái chiều giảm thì đứng đầu là cổ phiếu Hòa Phát ha, thì ghi nhận cái mức đóng góp giảm lên đến là 3.14 điểm, và đứng thứ hai đó là Vietcombank, đứng thứ ba đó là Vincom, đứng thứ tư đó là CTG, và cuối cùng đó là Techcombank. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là bắt đầu nhóm ngân hàng trong những phiên gần đây đã đuối lực và đang có dấu hiệu điều chỉnh. Và chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ ở trên nhóm cái nhóm ngành bị nhóm ngành có dòng tiền rút ra ha. Thì nếu cách đây 5 phiên ha, 3 đến 5 phiên dòng tiền nó tập trung vào nhóm ngân hàng, chứng khoán cũng như thép, thì bây giờ nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép nó lại là nhóm cổ phiếu bị rút tiền rút ra nhiều nhất ha, rút ra nhiều nhất. Rồi và ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy là cái nhóm ngành dẫn đầu lại là nhóm ngành về than, khai thác than ha. Thì chúng ta cùng xem thử nhóm ngành khai thác than chúng ta có những cổ phiếu nào nhé. Than thì đối với nhóm than thì chúng tôi có thống kê được một số cái cổ phiếu. Thì ở đây chúng tôi có một số cổ phiếu, và cổ phiếu đầu tiên đó là than Đèo Nai. Than Đèo Nai thì mọi người thấy than Đèo Nai thì đầu cái trong phiên hôm nay có lúc là nó ghi nhận lên mức tăng gần như là gần trần rồi ạ, gần trần lên đến giá 9.1, lên đến giá 9.1, thì đến phiên chiều thì nó lại bị rút bóng xuống khá là nhiều. Thì TDN, TDN mọi người nhìn cũng thấy là trong 3 phiên vừa qua cái dòng tiền nó vào khá là nhiều ha, dòng dòng tiền vào đột biến khá là lớn ha. Ok thì đây là cái khay đầu tiên ha, chúng ta thử phân tích thêm một số cái khay than, một số cái khay của nhóm ngành than để rồi chúng ta có được một cái nhận định tổng quan nhất ha. Thứ hai đó là than núi béo ha. Ok thì đây than núi béo ha. Hôm nay cũng ghi nhận cái mức tăng trần ha, và phiên hôm qua cổ phiếu cũng tăng gần trần ha, cổ phiếu nằm trên sàn Hà Nội ha. Thì nãy giờ mọi người cũng thấy là hầu hết các
Còn trong thời gian vừa qua cái dòng tiền ha, họ sau khi họ đã ngán ngẩm với việc là ngán lệnh trên sàn Hồ Chí Minh thì họ đã có dấu hiệu họ bắt đầu họ đổ sang những cái cổ phiếu trên sàn Hà Nội cũng như là sàn Ốc Cơm ha. Và cái nhóm than này cũng là cái nhóm tính đầu cơ khá là cao ha. Cái nhóm này là hồi trước mình nhớ không lầm có những cái giai đoạn 2015, 2016 trước đây thì cái nhóm khoáng sản và nhóm than này kia đó, những cái nhóm thuộc về khoáng sản là một trong những nhóm là đầu cơ chạy kinh khủng luôn. Thì cái đoạn này là dòng tiền họ lại cuống cuồng họ lại đổ vào đây, họ đang tìm đến cái nhóm than này. Thì tuy nhiên bên mình sẽ cố gắng cập nhật mới nhất những cái thông tin về cái nhóm ngành than này. Ngày hôm nay mới là cái phiên đầu tiên phát hiện ra cái phiên phát hiện ra cái dòng tiền nó đang tập trung vào cái nhóm ngành này, tập trung vào cái nhóm ngành than này. Thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra cái báo cáo sớm nhất để mọi người nắm bắt kịp cái thông tin về cái ngành than này ha. Rồi đây là đối với cây than núi Béo ha, hay than núi Béo. Rồi tiếp theo ta có than Mông Dương MDC. Rồi cây này thì thanh khoản khá là thấp ha, khá là thấp, cũng là một cây trên sàn Hà Nội ha. Đối với firm này chúng ta skip ha. Than Cao Sơn CST cũng là một cái cây mới vừa niêm yết vào hồi 26 tháng 4 ha. Và cây này nằm trên Ốc Cơm và phiên hôm nay thì cũng ghi nhận cái mức tăng hơn 2% ha. Rồi thì có thể nói là cái nhờ bây giờ mọi người cũng hiểu cái tại sao cái nhóm than có dòng tiền vào khá là nhiều rồi ha. Rồi thì sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp tranh thủ ra báo cáo sớm nhất cho những cái cây cổ phiếu này ha. Rồi nhóm thứ hai đó là nhóm dược, dược và y tế ha. Rồi thì ở nhóm này thì chúng ta có dược Cửu Long, dược VN và dược Bến Tre là những nhóm cổ phiếu có xếp hạng cao nhất về sức mạnh giá ha. Rồi dược Cửu Long, dược Cửu Long thì sao, một cái chuỗi phiên tăng nóng thì một tuần vừa qua đã điều chỉnh và phiên hôm qua thì lại có một dấu hiệu là bắt đáy với một cái nến thân nến giảm gấp giảm đầu phiên nhưng sau đó là hồi lại của phiên trong cái cây nến thấy nến thân xanh dài khá là đẹp ha. Rồi thì đối với cây này thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là chạm cái vùng EMA thì thật ra chúng ta cũng có thể bắt cổ phiếu ở cái vùng này ha, và khả năng nó sẽ tạo bay quanh tại cái vùng bên đây vùng 40 ha, vùng 40 cây này chúng ta cũng có thể follow được ha. Rồi cây thứ hai thì chúng ta có dược Việt Nam. Ok, dược Việt Nam thì hôm nay ghi nhận phiên tăng điểm tiếp tục phiên tăng thứ ba ha. Phiên tăng thứ ba thì ngày hôm nay thì dược Việt Nam đã có dấu hiệu là over về cái chỉ số RSI rồi ha. RSI hôm nay lên tới gần 88 rồi ha, gần 88, cho nên là ở vùng này thì mọi người cũng phải thận trọng rồi ha. Rồi thì đối với cây này ngày hôm qua chúng tôi có nhận được một số cái thông tin đó là cái việc mà nó được nhận phân phối cũng như là điều chế cái vaccine COVID ha. Thì đây phải nói là một cái tin cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ thu hút dành cho cái cổ phiếu dược Việt Nam này ha. Đấy, và cái tin nó ra ngay cái phiên ngay cái hôm bốn tay ha, cái hôm bốn tay vừa rồi, và cổ phiếu nó đã tăng trần cứng trong cái phiên hôm đó luôn ha. Tiếp theo ha, tiếp theo nhóm ngành dược chúng ta có dược Bến Tre. Ok, dược Bến Tre thì cũng ghi nhận phiên tăng giá thứ năm rồi. Phiên tăng giá thứ năm trần cứng luôn. Phiên hôm nay bất chấp thị trường điều chỉnh và dược Bến Tre vẫn giữ giữ mức giá tăng cứng ha. Và năm phiên mỗi phiên tăng 7%.
đến nay là gần 35% rồi, khủng khiếp chứ anh chị. Thì đối với những cổ phiếu tăng nóng như vậy thì mình cũng không nên, mình cũng chưa có vào được đâu anh chị. À, những cổ phiếu mà nó tăng ầm ầm như vậy nó cũng giống như là cái người mẫu vậy. À, thì nó thuộc về đại gia thôi. À, còn đối với chúng ta thì nếu chúng ta không bắt được từ những cái vùng thấp như vậy thì khi mà lên cao quá rồi, lên những cái vùng này thì chúng ta cũng ngắm thôi. À, chứ vào đây những vùng này rất là rủi ro chúng ta, giống như trường hợp ở đây nó rơi cho ba phiên sàn thì chúng ta rất là oải luôn. À, đặc biệt với những cổ phiếu mà thanh khoản kém như vậy. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta dành thời gian còn lại để chúng ta phân tích về thị trường chung một chút ha. Rồi thì hiện tại thì thị trường có thể là có vẻ là đang đi theo cái kế hoạch của cái kịch bản điều chỉnh khi chạm vào cái vùng target sóng năm. Sóng năm ở đây thì như trước đây thì chúng tôi cũng có cho người cái vùng target rồi ha. Đó là cái vùng từ 1330 cho tới 1355, đó là cái vùng đảo chiều. Thì phiên những cái phiên vừa rồi đã có những lúc thị trường nó over lên tới vùng 60 luôn. Đây 60, 60, 60, 63, thậm chí lên tới 70 luôn. Và sau đó bắt đầu điều chỉnh, và hôm nay chỉ trong một cái phiên chỉnh, một cái phiên đổ mạnh thôi thì thị trường nó đã rơi tới gần 40 điểm và nó trở về lại cái vùng 1320 rồi. Đó, mọi người thấy không? Mọi người khi mà thị trường nó tăng nó tăng nước rút như vậy nè, thì như ban đầu mình cũng có nói rồi á, đầu video đầu buổi hôm nay mình cũng đã có chia sẻ rồi, thì thường một trong những cái dấu hiệu mà thị trường nó sập á, đó là cái nhịp nó chạy nó rút như vậy. Trong uptrend thì nó sẽ có một giai đoạn nó chạy đà nó rút. Và thì mọi người thường thấy là sau cái nhịp nước rút đó là một cái nhịp giảm rất là gắt. Đây thì một trong những cái form điển hình là ở đây. Đó, ở đây mọi người thấy là trước đó thị trường nó cũng chạy nước rút 1 2 3 4 5 6 7 phiên gần 2 tuần. Gần 2 tuần. Đó, và ở đây chúng ta cũng vậy, nó cũng bắn nước rút 1 1 2 3 4 và 5 phiên. Và nó mới rụng. Và khi rụng mọi người thấy nè, trong vòng 2 phiên thôi nó rụng về tới cái vùng target luôn, cái vùng chạm nước rút. Thì ở đây mọi người nhìn cũng vậy nè, thật ra nè, một phiên nè, hai phiên là cái phiên rút bóng xuống dưới đây nè, mọi người nhìn đi, nó về đúng cái vùng chân nước rút luôn. Đây đây, đúng cái vùng chân nước rút, được chưa? Đây ha, mình phân tích kỹ cho mọi người nhìn rõ ở cái nhịp này nha, để chúng ta có cái mà chúng ta ứng phó. Rồi ở đây cũng vậy, đây đó, về đúng cái vùng chân ở đây luôn. Đúng cái vùng chân ở đây thì khả năng ông này khi mà nó chạm MA20 hay gì nè, và cái vùng này thật ra đây cũng là một cái vùng đầu tiên thôi, cái vùng target đầu tiên thôi. Cái vùng mà khả thi, cái vùng mà nó có khả năng nó về. Nếu mà trường hợp ngày ngày mai tâm lý nhà đầu tư còn hoảng loạn hơn nữa thì khả năng nó còn rụng về đây cơ nè. Đó, về đây thì trước mắt là chúng ta sẽ có hai cái kịch bản cho thị trường. Một là ngày mai nếu mà thị trường nó xuyên thẳng luôn, đã nó xuyên thẳng, nó xuyên từ đầu phiên luôn á, nó xuyên thẳng thì nó xuyên thẳng qua khỏi cái vùng 1300 luôn. Giảm 20 điểm, hơn 20 điểm thì bắt buộc nó phải về cái vùng cầu ở dưới đây. Đó là vùng 1270, vùng 1270 rơi khoảng 50 điểm nữa, 1270, và sau đó nó không có nhịp hồi lên, nó test lại vùng này. Đó, và ra sau đó nó test cái nhịp test này là test để giảm tiếp. Test để giảm tiếp. Bởi vì MA50 đây nó đã vi phạm một lần rồi. Và cái xác suất xác suất lần này nó thủng rất là cao ha. Đó, và mọi người cũng thấy nè, cái form trên chặng tuần thì chúng ta sẽ thấy có một cái phân kỳ giữa cái đỉnh này, đỉnh ở đây với đỉnh ở đây, rồi RSI vùng trên đây, đây với cái vùng trên đây. Đó, nó có cái phân kỳ ở đây rồi.
thì nó đã vi phạm MA50 một lần rồi, và hai hàng này nó phân kỳ trên MA50 thì cái xác suất lần này nó thủng MA50 rất là cao ha. Thì mọi người cần phải cẩn trọng, đây là cái form đầu tiên đối với trường hợp mà tiêu cực nhất cho ngày mai, là nó xuyên thẳng vùng này thì nó quay về dưới đây, xong sau đó sẽ có một cái nhịp hồi lên đây. Nhịp hồi đấy, nó khả năng thì nó sẽ hồi kiểu như vậy, hồi lên test MA rồi sau đó tiếp tục chỉnh và xuyên khỏi MA50 đó. Thì khi về thì nó cũng sẽ về từ từ, nó về nó rơi về từng cái vùng cầu ha, từng cái vùng cầu, và cái vùng mà xa nhất đó là vùng 1.000 chẵn, là mọi người thấy ớn không, nó lên cho tới 1.300, 1.300 gần 1.400 mà nó về đây, thì mọi người thấy quải không, rất là quải luôn. Thì mình chỉ mong, thật ra là trường hợp mình chỉ mong xấu nhất nó về vùng này, về vùng này thôi, vùng 1.130, vùng 1.200 và vùng 1.130 đấy, về đây thôi, chứ về đây thì quải lắm, quải lắm, rất là quải luôn. Rồi đây là một cái kịch bản, vẫn còn một cái kịch bản nữa, còn cái kịch bản nữa là mình đổi cái màu đen, mọi người nhìn ha. Rồi thì còn một kịch bản nữa là gì, là nó ngày hôm nay nó over rồi, thì ngày mai ha, nó đầu phiên nó chỉnh một cái nữa, nó tạo mở cái gap và cho cái giá tốt nhất, cho cái giá mở cửa ở vùng 1.300 ha. Thì khi đó cái thế nến đó, nó còn quét xuống rồi nó tạo nên cái nến nến rút bóng, mà cái thân nến ngày mai nếu mà cái nến mở cửa nó nằm ở 1.300 đó, thì ví dụ nó tăng lên đó, thì sẽ có một cái thân nến nến xanh ở đây, giá mở cửa, giá mở cửa nó nằm ngay đây, được chưa, đây giá mở cửa, thì mình phóng to này lên cho mọi người rồi tại cái vùng này ha. Ngày mai á, nếu có cây nến xanh á, nếu nó bắn gáp, cái thế mà đẹp nhất của nó là nó bắn gáp về đây, được chưa, đấy đầu phiên ở đây, sau đó đấy đó, sau đó nó tăng nó giảm cái gì kệ nó ha, đây đó, thậm chí là nó giảm xuống vậy, nó tạo được cái thế bóng vậy nữa, nó còn đẹp hơn nữa. Được chưa, đây thế như vậy đấy. Thì đây là cái kịch bản mình đang nói, kịch bản số 2 nha, nó sẽ lên một nhịp nữa nó test, thì thật ra là hồi thì cũng mình nghĩ là cũng không hồi được tới cái vùng mà vùng của giá mở cửa ngày hôm nay đâu, vùng 1.350 đâu, nó về tầm đây thôi nha, tầm 1.340, tầm 1.340 đây là cái vùng cân bằng. Chút xíu mình sẽ phân tích buy watch cho mọi người ha. Thì nó về vùng đây, thì sau khi về đây nó cũng tiếp tục nó lũng MA20 ha, về đây xong là lũng MA20 và tiếp tục chạm về vùng MA50 ha, vùng MA50 dưới đây rồi đó, và có thể là phải xuyên, và mình nghĩ xác suất cao là nó sẽ về đây, xuyên về đây ha. Thì cái việc mà vùng gần này nó hỗ trợ MA50 ở đây nó khá là yếu ha. Nó đã vi phạm một lần rồi, cái này xác suất mà nó rủng rất là cao ha. Thì ngày hôm nay mọi người nhìn kỹ thì mọi người thấy ở đây nó phân kỳ, thì những cái phiên trước đó mình cũng đã có phân tích cho mọi người phân kỳ ở trên chart 1H rồi, đây phân kỳ này đó, và ngày hôm nay nó đã điều chỉnh ở đây ha. Và nó đã đóng nến dưới MA50 rồi, thì kiểu gì nó cũng phải về đây thôi, MA200 MA200 chart 1H hôm nay đóng nến dưới đây rồi, xác suất nó chỉnh về khá là cao. Còn nếu mà nó tăng lên nữa là chắc chắn có một cái phân kỳ ở đây luôn, tăng lên nữa thì nó có thêm một cái phân kỳ ở đây. Thì tuy nhiên đối với kịch bản mà nó tăng lên nữa đó, nó tăng lên nữa, tức là nó được một cái thế nến đẹp như cái thế nến như vậy đó, rồi nó kéo lên luôn, nó kéo lên luôn, thì chúng ta cũng có thể là tiếp tục cái gọi là bắt đáy những cái cổ phiếu mà mọi người đã miss trong thời gian vừa qua, bắt ở đây đó, thì lên tới cái vùng lần này ha, nó phản ứng với cái này thì target sẽ là 1.400, được chưa, 1.400 nếu mà nó phản ứng thành công và nó không vi phạm, tức là không thủng khỏi cái vùng 1.300 nữa là ngày 20 ha, thì nó sẽ về được vùng 1.400. Nên mọi người nhớ chú ý cái kịch bản ngày hôm nay, ngày ngày mai ha. Đây nó chúng tôi có hai cái kịch bản, hai cái form ha, một là nó về MA50 ở đây ha, em về xuyên khỏi MA50, hai là hồi lên một cái rồi thủng ha, thủng đây là form xấu nhất rồi, một cái kịch bản tích cực đó, đó là tới đây ha, và nó sẽ hồi từ từ và giật 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 ha, giật, và mọi người phải chú ý nha, cái
thị trường nó phải xanh quyết liệt luôn chứ nó không được yếu yếu. Nếu mà những cái phiên hồi sắp tới mà nó yếu 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 và thanh khoản mà dưới cái vol trung bình đã dưới vol trung bình ha, tức là tầm đâu đó khoảng 20.000 tỷ dưới 20.000 tỷ thì chúng ta không nên bắt đáy. Mọi người nhớ chú ý nha nha, cái việc mà nó hồi lên nè, cái kịch bản nó giảm luôn là về ổng nói rồi, mình đã phân tích đây rồi. Còn cái kịch bản mà nó hồi thì chúng ta sẽ bị phân vân giữa hai cái, một là hồi lên để giảm hay là hồi lên để tiến về ngàn tư luôn, được chưa? Thì tại chỗ này nè, chúng ta chỉ có thể nhìn thêm mà vào cái khối lượng thôi. Nếu mà tại cái vùng này khối lượng nó tăng ầm ầm luôn và tiền nó vô trụ, được chưa? Khối lượng nó tăng ầm ầm tăng mạnh lên luôn thì ok, xác suất lên 1.400 rất là cao. Còn nếu mà nó thủng, nếu mà vol nó cứ yếu yếu thì chúng ta không nên vào lệnh, được chưa? Mọi người chú ý nha, nếu mà vol vào mầm nó sẽ xuất hiện ngày bùng nổ theo đà và chúng ta có thể mua được, mua theo và ăn thậm chí lên đây. Còn nếu mà thời gian sắp tới dòng tiền nó cứ yếu yếu và thị trường nó cũng yếu yếu, vol nó nhỏ thì thôi ngồi đợi, không nên vào. Và thậm chí cái nhịp đó là nhịp để chúng ta canh, chúng ta thoát cổ phiếu ra, được chưa? Rồi ok ha, thì đây là cái kịch bản của mình trong cái thời gian sắp tới cũng như là cái cách ứng phó ha. Rồi, cái phương châm của mình đó là không bet vào một cái kịch bản nào hết, mà mình tập trung vào cái hướng, vào cái việc là đưa ra nhiều cái kịch bản nhất cho mọi người để mọi người có cách ứng phó phù hợp ha. Đây, từng kịch bản mình đưa ra thì mình đều đưa ra cái cách ứng phó cho mọi người rồi ha. Thì mọi người cố gắng follow những kịch bản này, thì khi mà mọi người thấy đầy đủ cái tín hiệu thì chúng ta phải hành động thôi, và chúng ta phải cực kỳ quyết đoán ha, không được do dự bởi những cái nhịp khi này, những cái nhịp này nó tăng lại, nó cũng tăng rất là nhanh và nó giảm cũng giảm cực kỳ nhanh luôn ha, mọi người chú ý nha. Rồi ok, rồi thì buổi review hôm nay chúng ta tới đây thôi, và hẹn gặp lại mọi người trong buổi review tiếp theo ha. Mình sẽ cố gắng cập nhật thêm những tin tức mới nhất về thị trường cũng như là những cái nhận định về những cái nhận định hiệu quả nhất về thị trường cho mọi người ha. Rồi bye bye mọi người. Trái với những khó khăn của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam lại vô cùng sôi động với mỗi phiên giao dịch lên đến tỷ đô. Nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, đặc biệt là F0 vô cùng lớn. Hiểu được điều đó, hệ sinh thái giải pháp đầu tư Finexi được ra đời. Và SCN chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn nhé? Bao gồm 3 mảng chính. SCJ, nền tảng công nghệ, cung cấp công cụ giao dịch, giúp bạn tối ưu hóa quy trình đầu tư, tiết kiệm thời gian phân tích, nhanh chóng tìm được những cổ phiếu tốt và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. SCEDU ra đời với sứ mệnh giải quyết vấn đề về kiến thức, xua tan nỗi sợ hãi cháy tài khoản của nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, đồng thời giúp bạn xây dựng được một con đường đầu tư tài chính an toàn và ổn định trong dài hạn thông qua một chuỗi các khóa học đầu tư từ cơ bản đến nâng cao. SC Holding là một quỹ đầu tư được phát triển nhằm hướng đến những doanh nhân có sẵn nguồn vốn nhàn rỗi, muốn tối đa hóa nguồn tiền đầu tư nhưng lại không có thời gian để theo dõi thị trường. Cùng mình khám phá sâu hơn ở các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.